Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mà các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn nha. Bây giờ mòn hết màu rồi các bạn, và mình sẽ gọt màu đấy các bạn nha. Gọt màu các bạn nè. Hết giờ rồi.
Rồi mình đã tô màu xong các bạn ạ. Các bạn thấy mình tô màu đẹp hay cho mình xin like, đăng ký kênh cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.